ngày nay khi ông bằng hai bông ôn là việc từ sọt chữ ruột á, từ chữ ruột em prai á, từ sọt từ chữ chữ ruột thật sự yêu. Này từ sọt bằng bơ pound cả lá ha, dùng đậm bơ cả lá khắp. Hay dùng cả lọc viên chân. Lọc vi tôn là vi tôn ở sọp ở hơi dân đặc biệt vi chạm pe đặc biệt chạm nhâm rập biệt là nó nhâm cả lọc sân á cả lọc vi cả lá mong cả lọc đo cả lá mong cả lọc đo là vi chôn chiết á hay là nghĩa nhâm đặc biệt biệt hay ở ở sút ở ở vi ở tất á ở lời sọp ở đằng sọp tại sợ đấy nhưng cái lọc thằng anh mình nhấn á nhưng cái lọc bả thằng anh mình nhấn lỗ vô một tiệt đó tiệt nó dân chỉ cọt rồi thun chớ nè rồi mẹ bị sờ sái cọt rồi thun chớ ngó nè vừa 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 tập bài đó hay cái nhé lỗ tập bài đó hay vừa cái nhé phẩm bả phẩm bả phao cái lá ban đà vị vật đó ban tịnh mùi vậy lẩu nó giống thời bịch cò lấy những thứ tất cả đành phải lặt tất sọ nâng á, mấy sọ mà khập á, phụ ấy tất sọ những phải lặt trái những thầu đã sọ nâng người phải ai một tịnh, phải hào tất sọ phải ai muốn đấy, những đã chỗ hay những phải tự mà đo nâng anh, lâu nó những đã từng tịnh sân những cô về ở về làng làng trường tròn chấn chậm những đã từng nâng mùa cô ấy vừa làm trường khoảng sáu trăm dân đã tịch năng châu lắm thì thành là đã tịch tịch nhé đã tịch tịch cô về trắng á ở địa lý sáu hai lẩu nấy dân cân miên là tê phẩm bal crop má tên bal crop tôm cả hòm bấy hay tôm xó hay gì hẻm thành đọc cặp bướm á bướm tu nhé mà cặp bướm thông dân đã tịch đọc bán này là đi cặp bướm tu dân đã đọc ram mà lẩu dân cân có dân cô và hòm và nâng lên á nhỉ đó nó có hòm á thì nhé bạch do chương khoảng tí cái nào ơi dùng có hòm tích ba nó hay tự mà đọp nó dân thở từng con món không thở tự từng con nó món nát thấy mùa qua hỏi bia lì lì có về bia lì có hỏi ơi thì chạy dân thở tự sự yếu á tự sự yếu wanted cup tức thấy cái chân đây wanted cup hay à nè tấm dương canh hà dẫn dương đạo đi châu đã bị châu như chúng tôi à có sợ nữa nhé cái dương đi nhé đi vậy nè đi tức thấy tức sĩ châu kia thằng o đây bọn bao con hộp bị chế nhưng đã bị chế như tay châu đặt trên tay dầu châu chiết đấy thực thấy nó nhưng đã châu lâu á thực yếu hay thực trái á thấy chấm score thực này thì chạy nhưng đã châu nghe chụp vạch thấy giang nhọt châu cái lỗ này nhưng đã tấm cần hỏi nhưng đã châu hay là thực score định dừng cái câu mình những thì chạy nó lỡ nhưng đã châu cái đá sân đó tức đây tức ấy đã châu ấy nó cái hào thật sợ chỗ tại nó á nó hào thật sợ chỗ tại hay rằng đó về dân hiệp đã cái lò hỏi dân đã hào ngày giống vì ngày bay ngày tối hay là tha bay ngày đi phải đi sờ bỏ đồ sờ bỏ thì thật sợ chỗ thấy dân lộ mới và tha chú chu phải em thẻ là mồm hả nhưng đã cho tú tục ban họ khai ở chắc khâu dây thật sợ đi nhằm ban họ khai nhằm phổ bỏ nhằm ba dây lưng mà phổ chân phổ sợ phải em nó lỗi nhân chủ anh nhỉ
nhưng chỉ bạch dây chân vào chỗ chiết đó nữa nên chấm nệ hay cái lò nhưng vô cái lò cao nhưng đã cũng đã cái lò chua nhưng đã cái lò cao tập ban du là tự nấu nó nhưng chảo hả tôm chua chiết chân hơi á hiệp chỗ cái lò tôi nhầm vậy chẳng cũng đã cái lò chua đã cái lò cao tục bàn dù hay nhầm bia là con tiệt thế tôi sợ bàn đã sợ đôi tôi sợ khai dương nè sợ bà lắng bên bên nhau thử ạc cao đi bàn đã sợ đôi tôi sợ khai dương cái đập tôi sợ dương ạ em vẫn thống mùi cụ chịu bì rồi lâu dừng nhọt cái lò dừng hơi nữa dừng nhọt về này nó dừng đã tự vì vân vân đang ban đây cũng đã sao ăn về và là dừng đã hà thằng ngày tối vì hì đó lại bị phồn đó dừng nhọt chân hơi hay dừng khẩu và xa chụp và xa tối dừng đã hà thằng ngày rồi đã nó khéo hà thằng ngày bảy ngày gì tối bây ngày ấy tối rồi mổ mấy những đã chụp tu sọ những chụp bây ngày một nâng á những đã hà ngày nâng á nè khi nhớ những đã tập bình tối thì vì hì những đồ tập cháo khá hoa ta thổi thằng ngày còn mà đã chụp vì hì đồ tập cháo khá à lâu với chụp bình ngày ngay là mồm chụp với phải là mồm nâng tự sọ chụp tập yếu á thấy bạn nâng hai dân đã không tiếp ban mà ngày tiệt hai dân đã chụp tu tụ hoặc hai ở che khô gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.